Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được con âm ly có model là Sansui AO Alpha 907. Đây là dòng âm ly cao cấp đến từ hãng Sansui Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu đen. Từ khúc trở lên được thiết kế mặt bóng gương, các bạn có thể xoay gương. Máy mình về tình trạng còn nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc, mặt núm tất cả các cạnh là không tì vết, không vết xước, không vết lông mèo. Dòng Sansui AO Alpha 907 nằm trong phân khúc là dòng âm ly cao cấp đến từ hãng Sansui, được sản xuất vào năm 1986 với giá xuất xưởng gần 200.000 yên. Made in Japan, điện 100V và công suất tiêu thụ là 400W, đánh được hai cặp loa A, B, A cộng B. Tức là các bạn có thể đánh được từng cặp loa riêng biệt hoặc hai cặp loa cùng lúc. Phù hợp loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu loa của các bạn có trở kháng 6 ohm thì công suất ra mỗi loa là 190W. Nếu loa của các bạn có trở kháng 8 ohm thì công suất ra mỗi loa là 160W. Rất là lớn nên các bạn có thể ghép được những dòng loa có bass từ 30 thậm chí 40cm thì dòng Sansui AO Alpha 907 này đánh rất tốt. Chất âm của dòng Sansui 907 thì tiếng bass rất mềm sâu, mid chép sáng, chi tiết ngọt ngào, phù hợp với những dòng nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng. Bên cạnh đó, cái dòng này nó có tích hợp thêm cái mạch là X-Balance Circuit. Đây là mạch cân bằng của hãng Sansui rất nổi tiếng. Dòng này các bạn có thể mua về vừa nghe nhạc, vừa có thể gắn thêm vang số và cơ lọc xì để hát karaoke trong không gian gia đình rất tốt. Với kích thước là chiều ngang là 44,8cm, cao 16cm và hậu sâu là 44,1cm và máy nặng 28kg. Dòng Sansui AO Alpha 907 được thiết kế rất thẩm hố, rất bắt mắt. Hai bên nó có hai miếng ốp gang bằng gang nhằm chống va đập và bảo vệ cái mặt nó không bị va đập khi các bạn di chuyển trong không gian hẹp. Ở đây volume cầm rất chắc tay, nó có một cái khứa đỏ và bên ngoài có những chỉ số nên các bạn rất dễ theo dõi. Bass nè, ấn tone bass nè. Rất len keng mà. Nè. Ba lăng phải trái. Turn over tiếng xà vang hơn. Sắp trên đến dành cho đi thang. Mutin là tắt tiếng. Sun direct là các bạn không chỉnh ba lăng được, đèn xà sáng. Ngõ vào CD, lightener, phono tất cả có đèn. Nếu các bạn kết nối những ngõ tép thì các bạn tắt tép đát cho mình, thì có tép 1, tép 2, tép 3, những ngõ RCA thông thường. Nếu các bạn sử dụng những ngõ RCA như CD, lightener, phono thì các bạn bật tép đát cho mình ha. Hiện tại mình đang kết nối ngõ CD. Lao nét mà. Đó, rất rõ ha. Tăng rất FP luôn á. Processor là khi các bạn kết nối send return đằng sau. Thông thường các bạn kết nối vang số để trộn lẫn âm thanh, hát karaoke cũng rất hay nè. MMC là cho đi thang. Đường bao address thì có đường normal, đèn sẽ sáng. Và đường ba lăng, đèn sẽ sáng. Khi đó âm ly này nó không qua phần rề, nó giống cục đẩy công suất, vì vậy công suất phát ra rất lớn. Các bạn có thể kết nối cái đường bao address qua đường ba lăng và đường normal để hát ok, lực đánh rất mạnh mẽ nha các bạn. Red out selector đường thu, nếu các bạn kết nối đường thu thì các bạn bật tương ứng, còn không các bạn bật off cho mình nhằm chống nhiễu nghe bạn. Rồi mình quay tổng thể. Nắp của nó nắp sơn zin, không chạy xước, không cứng móp. Bên này cũng vậy nghe các bạn, bên trái, bên phải cũng không chạy xước, không cứng móp. Nắp sơn zin thì các bạn xài rất bền bỉ, à, rất láng luôn bạn. Rồi sau đây mình quay mặt sau cho bạn xem. Nhìn tổng thể mặt sau là con này còn rất mới nghe các bạn. Tất cả ngõ RCA là không có hiệu cắm rút nè các bạn, rất vàng ha, điện tiếp mát. Những ngõ RCA phono, CD, tuner, line, đây processor, send return. Ở đây đường tép ha, ở đây đường power arm direct, đường normal và cộng ba lăng. Khi các bạn kết nối hai đường này thì khi âm ly này giống cục đẩy công suất. Số serie 111659 đuôi. Thông tin Sansui AO 907.
IC 100V và 400W made in Japan ha. Ở đây có một IC OLED với total là 350W cho bạn thầu cắm bút các nguồn phát phụ. Nhận đầu CD giải mã lọc xì các bạn đưa vào đây cho đỡ lòng thòng dây. Đánh được hai cặp loa, phù hợp loa có trực kháng từ 4 tới 6 ohm. Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp loa có trực kháng từ 8 tới 16 ohm. Rồi, tổng thể đến mặt sau là còn như mới các bạn ha, rất bóng rất đẹp. Tất cả các nhắc là không có gì cắm rút các bạn. Rồi. Sau đây mời các bạn nghe một đoạn nhạc trữ tình để mở hết cho các bạn xem. Đây mình mở cái ốp nha. Người tìm về trong sẽ thấy một tăng phô rất lớn nè, hình vuông, mỗi cạnh tầm 18 cm, 6 tụ lọc nguồn rất khủng luôn, đều có chữ xanh xui chằng chịt nằm dưới miếng đáy, sắt ở dưới là còn như mới, rất là đen ha. Đó, dòng này các bạn nhìn thiết kế nó cũng giống tương tự dòng 907 lỡ tra, nhưng mà nó là dòng đời đầu, vì vậy cái giá nó rẻ hơn cả 10 triệu nghe bạn, hơn 10 triệu đồng. Đó. Thiết kế nội thất là tương đồng nghe các bạn. Rồi ở đến đây là bao mạch công suất phía phải tương ứng phản dây nhiệt đen mung, bên này trong khe có 8 sò và bên phía trái tương ứng bao mạch công suất bên phía trái và tản dây nhiệt cũng có 8 sò, tổng cộng máy chạy là 16 sò nghe bạn. Đặc trưng của dòng 907 là chạy sò than nghe bạn. Bao mạch công suất đầu ra ngóc ngách ở dưới các bạn nhìn nè, rất là mới, rất là sạch sẽ luôn các bạn, nội thất chăn chỉnh luôn, không có điểm chê các bạn ha. Rồi đây bao mạch tín hiệu phần rề nằm phía trước nha bạn. Đó. Bao mạch tín hiệu đầu vào nè bạn. Tất cả nguyên zin nguyên bản không mối chấm hàng. Ngóc ngách nè, các bạn nhìn là sườn sắt rất đẹp luôn. Rồi mình quay bên kia. Sườn sắt bên trái cũng vậy, như mới không có tì vết các bạn ha. Rất đẹp luôn. Mặt đáy dưới chân cặn ở dưới là như mới nha bạn, rất là nặng. Nên mình không dỡ lên cho các bạn coi được. Rất nặng. Ở dưới nó 5 chân nha các bạn. À, rất mới. Rồi, dòng này các bạn mua về nghe nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng. Bên cạnh đó các bạn chơi những dòng nhạc hòa tấu quốc tế nó đều thị rất tốt, ở cao tiết rất hay nghe các bạn. Chất âm bass rất mềm sâu, mid chép sáng chi tiết ngọt ngào. Phù hợp nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng là hay nhất nghe các bạn. Dòng này là không ngán loa nào hết các bạn. Những dòng loa nào cần công suất, những dòng loa nào có bass từ 30 thậm chí 40 cm thì dòng Sansui 907 này đánh rất tốt. Đó là đặc trị của những dòng loa Pioneer, JBL, Titan, Onco, Sherwin Vega, Yamo. Đó, những dòng loa Nga, những dòng loa cần công suất thì dòng 907 đánh rất tốt. Rồi sau đây mình mời các bạn nghe một đoạn nhạc. Nhìn vào nội thất là các bạn thấy nó nét tương đồng với 907 lỡ tra mà giá thì rẻ hơn 10 triệu đồng nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Người về với thương nhớ. Tìm hai cánh hoa mộng,
cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Mình xin thông báo đến các bạn, con âm ly có model là Samsung AO Alpha 9L7, mình về tình trạng còn nguyên sinh nguyên bản, đẹp xuất sắc, là new nha các bạn. Dù sản xuất từ năm 1986 tới nay, nhưng mà máy mình về tình trạng còn rất đẹp, rất mới nha các bạn. Nội thất mình đã quay chi tiết cho các bạn xem, tất cả còn nguyên sinh nguyên bản. Máy bán ra mình vẫn bảo hành 3 tháng nên các bạn an tâm mua về nghe trưng bày sử dụng. Dòng này các bạn mua về nghe trưng bày sử dụng rất đẹp, rất sang trọng nha các bạn. Với giá rất tốt chỉ là 12.900.000 đồng. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111, mình có ship toàn quốc. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.